cho toàn thể các anh chị thì như phương án diễn tập của chúng ta đã đưa ra của chúng ta thì chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả các tổ đã được phân công và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để cùng cho cái phương án của mình. Bây giờ mời tất cả toàn thể anh em về lại vị trí làm việc mình và sẵn sàng cái một lần để chúng ta có phương án theo phương án diễn tập. Thông báo,
cửa này cũng này chỉ cháy là có vấn đề. Có một số nạn nhân bị mắc kẹt về cái tổ cứu nạn cứu hộ kiểm tra tình hình. Nha,
Yeah.
ít dầu ít nữa.